Chào các bạn, bữa nay mình sẽ hướng dẫn tiếp với bạn phần phương 3 như là bên dưới. Thì đầu tiên mình xác định thành phần của mình. Thứ nhất là có họ tên sinh viên, mã số sinh viên, ngày sinh, phái, mã số lớp. Hiện bản thì mình lấy từ bảng sinh viên. Và công cụ ở đây mình sử dụng list xuống để lấy những thông tin này, gọi là command nó tên. Thì combo box. Combo box ở đây nó sẽ sử dụng mình lấy mã số sinh viên thì các thông tin khác tự động hiển thị theo. Rồi đây mình sẽ thiết kế tự động một cái form này nhanh ha. Đầu tiên mình lấy thông tin từ bảng sinh viên, đưa hết thông tin này qua. Gần như mình sử dụng hết thông tin rồi. Chọn next. Ở đây chế độ hiển thị đây mình xác định đây là column. Thì vậy mình chọn next luôn. Chọn kiểu và sau đó mình chọn tên form đây là column số 3. Rồi. Bây giờ mình sẽ thiết kế lại là mình sử dụng một cái comment button để đích chọn mã số sinh viên. Thì vậy mình sẽ tạo cái comment button này ra. Đích chọn content button và chế độ wizard này phải đang bật. Thì ở đây thông tin yêu cầu người ta kêu đích vào form box thì mã số sinh viên các cái thông tin khác tự động hiển thị theo. Nên đây nó sẽ thỏa điều kiện của phiếu check số 3. Chọn next, mình lấy thông tin hiển thị là mã số sinh viên họ tên đây là theo rõ hàng ngày. Rồi mình sẽ chọn next. Mình hiển thị cái cột này ra luôn. Next. Đặt không đặt tên lại ví dụ đây. Thì đây khi mình click chọn thông tin ở trên đây về phần 4 lập tức những thông tin bên dưới nó sẽ chạy theo. Thì mình sẽ đổi tên lại cái text box những cái label này lại làm mã số sinh viên. Tiếp đó tên sinh viên. Ngày sinh. Phải. Rồi, bây giờ mình có thông tin về sinh viên. Các bạn thông tin về sinh viên mình thực hiện là có một cái label ở đây. Label ở đây thì mình sẽ thiết kế cái label này để nó hiển thị dùng phía trên. Mình sẽ sinh viên. Thông tin về sinh viên, so nó là sinh viên. Rồi, mình nhận dạng này lại phông chữ 14 trên giữa kiểu lớn này. Đây, đây là giao diện hoàn chỉnh cái phông số 3 của mình. Thì mình biết chọn thông tin thì nó hiển thị thông tin trên dưới này. Thì những thông tin này nó sẽ chạy theo. Đó là chọn phông số 3. Rồi, tiếp tục phần của mình hướng dẫn luôn các bạn là phần số 4 hình bên dưới. Phần số 4 này mình thấy là cái dữ liệu nó hiển thị theo dạng là giống như dataset, nhưng mà thật sự nó không phải là dataset, nó là dạng tabular. Tại vì sao? Nếu bạn nhớ nhìn sự khác biệt giữa tabular với dataset, mình có một bảng như đây, đây là dạng dataset, thì khi đó nó sẽ có một cái vùng trống bên dưới, còn đối với dạng tabular thì không có vùng trống. Và thêm cái nữa nó sẽ in được cái danh sách sinh viên và tổng số sinh viên ra. Vậy mình đây mình chọn đây là thiết kế theo dạng là tabular. Rồi mình sẽ sử dụng wizard để chạy cho nó nhanh. Đầu tiên thông tin hiển thị của mình mã số sinh viên, họ tên sinh viên, ngày sinh, phái thì nó nằm ở bảng sinh viên. Thì mình để chọn là sinh viên, họ tên, ngày sinh, phái. Đây có mã số lớp nữa, nhưng mình lưu ý các bạn có mã số lớp và tên lớp thì mình lấy từ bảng lớp nó sẽ hay hơn. Số lớp, tên lớp. Rồi thêm thông tin nữa là mã số khoa và tên khoa thì lấy từ bảng khoa nó sẽ hay hơn. Sau đó chọn next. Thông tin của mình ở đây nó sẽ gợi ý là mình có sắp xếp hay không. Thì đây nó sắp xếp theo khoa, theo lớp hay là theo sinh viên.
Ở đây mình theo sinh viên nên nó sẽ gần giống với bảng này hơn. Thì chọn mình chọn là file sinh viên. Chế độ này đang hiển thị mình như mình xác định nó là tabular. Chọn next. Next. Đặt tên lại đây là phần 4. Rồi mình sẽ được hiện sắp xếp này lại. Đầu tiên mình thấy cái tên khoa nó kiểu hơi dạng dài ra, mình sẽ kéo dài cái tên khoa ra. Mã số khoa cũng vậy, thì đây tùy thuộc dòng thiết kế thôi. Tên lớp, thấy gõ chữ lớp luôn, thấy gõ tên lớp và dòng ra thì kéo dòng ra. Rồi mã lớp cũng vậy luôn. Các bạn cứ việc kéo cho nó thích nha, không có vấn đề gì hết. Còn mình sẽ sắp xếp lại vệ sinh của mình vậy là ok rồi. Rồi họ tên của mình. Ok, đây mình sẽ đổi tên cái bảng tiếp theo lại. Tên cái level lại là mã sinh viên. Đây nó hơi dài ra, kêu cho nó dài tương như vậy. Rồi giờ mình sẽ cho nó fit lại nhau bằng horizon thường xuyên đó. Rồi thế là muốn nó fit lại thì mình sẽ fit cho nó lên một chút xíu. Rồi những thông tin này nó cũng tương đối nó fit lại luôn. Xuống để cho mình tạo cái level này, mình set các sinh viên. Trở nên nó hơn thế, mình mới tới được 8 lần. Còn chiều cho nè, mình thường chọn là xăm như mình. Rồi mình đổi tên như là tên sinh viên vệ sinh. Rồi bạn ơi tên là đây nó sắp xếp là cái chữ, các chữ phía trên này nó sẽ nghiêng theo cái chiều, nó sẽ canh giữa như vậy. Mình sẽ chọn hết các đối tượng này thực hiện là canh giữa. Rồi cái sở tên sinh viên, cái ngày sinh thì nó cho nó nằm ở phía dưới đây nên mình chọn canh lại phía dưới. Chữ nam và chữ nữ nó nằm ở canh ở phía dưới. Chữ mã số lớp của mình nó canh bên trái, định ra bên trái hết rồi thì không cần quan tâm. Đó, đó là xong cái phần giao diện đầu tiên. Rồi, phần tiếp theo của mình còn thiếu, đây là một cái tick box tính tổng số sinh viên ở phía trên. Vậy mình sẽ tạo một cái tick box tính tổng số sinh viên. Kéo xuống đường phía dưới, dạng tick box ra. Thì đây là tổng số sinh viên. Thì phần bóc này tạo bằng cách là tính bằng thao sao. Này sẽ ra tổng số sinh viên của mình. Nên mình được tới 28 dùm đường trong quá trình làm có thêm nhiều hoặc 6 ra gì đó. Rồi thêm một cái nữa là phía trên mình có ngoài cái nét gạch ra, nó còn có cái nét gạch ở phía trên, tức là vẽ cái đường viền của cái label này. Thì mình chọn hết tất cả, muốn vẽ đường viền thì mình sẽ chọn là cái kiểu đường viền, sau đó mình chọn thêm cái màu đường viền thì lập tức nó sẽ vẽ cái đường viền ngay cho mình. Này, đó, đây là những thông tin đã mình đã làm xong cái phần thiết kế phần số 4.
cho các bạn mình lưu lại.